ta sẽ cơ sẽ Ok, min chế ba sang in nhiều. à ok min chế gì cả sang nhìn sang nhìn ý ạ sao sang nhìn ý ạ sao tại vì là chê à sang nhìn ý ạ sao Chúc khoe chị ăn đa sở yêu. à nè mà sao chẳng hạn nè mà sao đúng rồi nhưng mà kinh đê quê chúc ha chị ăn hết sở chúc ha chị ăn hết sở rồi bạn Trang trả lời như thế nào đây? Minh chế xin sang nghe nào Minh chế sang in in chun với danh từ đúng không? Danh từ thì chúng ta đi với in in chun. À hôm trước cô ghi là in này hay là in này là lớp danh từ à vậy là vậy đây cô ghi nhầm mày các bạn à, cho nên bây giờ cô mới nhớ nhớ lại nè in này ha à ơ chê mình chê sang yên yên chun à rất nền đề à mũ đất sơ chun mũ đất à mũ đất nền đề mũ đất nền đề ha mũ đất nền đề rồi tiếp tục à ô nơ yên chun à rất sơ rồi ok hết chưa các bạn à còn câu cuối cùng cô bơi cái này để viết cho dễ thấy ở trung tâm dễ thấy rồi mà chị mà bạn bon cho kỳ phiêu ngân đi à đi cho chồng cơn Kachimaseo. Ta xem bon Ở đó không phải là bệnh viện, đừng đi về hướng đó. Cho kỳ phiêu ngân đi à đi là cho chồng cơn Kachimaseo. à cho kịp mới à ni ra à ni eo chẳng hạn à ni eo à mình đang ai vô thì mình sử dụng lịch sự đúng không ạ có kịp phải không ni à ni eo Cho có chồng cưng à Hachimaseo. cho chú cơ cho chú ghê hai chim xe hoặc là cho chú cơ rồi Kajima Maseo rồi tiếp tục à kìa có kìa còn ngon nhìn chung rồi ok rồi bây giờ lặp lại xong một lần nữa xong đổi vị trí cho nhau ha chung cô đừng nghĩ rằng
cắt chi lô đề 3.000 xong rồi lô đề đứng bú đứng con heo. Min chế xí gà sang yên y y ớ sở yếu thì mà chạy yếu cưng đê về chúc gà chi ăn là sở yếu. Ô chế min chế gà sang yên sang yên yên chun vô làm nền đê ô lươn yên chun ăn là sở yếu. Các bạn để cùng một tí nè, cái này các bạn lính lên ha. Min che sang y rin chun rin chun ô nư rin chun à đã rồi ô à, như vậy thì chúng ta sẽ không được, không phải ngập ngừng hoặc là ngừng lại cái chỗ đấy ha. Đây kết thúc bằng nhịp phụ âm, bắt đầu nguyên âm chúng ta cứ lính ô nư rin chun à đã rồi ô min che sang y rin chun mu đã rồi ô rin chun sang y đình chun mù đã sợi ô à, được chọn đây là liên âm à, liên âm hết, chúng ta đây vẫn liên âm bình thường. Rồi đọc lại phần này cho cô. Ô chế minh chế ca sang y ni chun à sang y ni chun mù đã nâng đề ô nơ đình chun à đã sợi ô à, ô nơ đình chun à đã sợi ô. Tiếp tục đó ghi phiên ngôn nè, anh yêu, cho chúc rồ, khát chim ba sẹo, sẹo, có ghi hề, phiên ngôn nè, chun arasayo. À, phiên ngôn nè, chun arasayo. Ok, chúng ta liếm bình thường. Chỗ này những chỗ này chúng ta liếm bình thường ha. Rồi đổi vị trí cho nha. Để sử dụng bát tương để mua heo. Còn con năm ô bông kỳ đừng chắc xin đê kỳ chắc kỳ ế khưng sai ông hà con hiểu đẹp đi ế bân ô tư kê ta ôn dư tư hàn chi ca lưu chơ chú xe ô xí rừng đá tương đê mùa hè ô tư tư đê xư rừng bà tương đê chín cô nàng cắt chi nô lệ bang ấy so nô lệ hát con hết rồi ô thì mình chơi gì cả xem gì đi à xem gì đi học rồi ô thế mà chơi ô với mình chơi anh thế chúc hai hai chị à à đã rồi ô chúc hai chị à đã rồi ô sang y đình chun bốn lát mừng đề ô lưu đi chun à ra sơ yếu gai câu số 8 trong câu phụ biêu ngồi mi à ninh đề cho chắc bữa rô ca chi ma sơ yếu từ đề ô có kia biêu ngồi in chun à ra sơ yếu à vâng in chun à ra sơ yếu. Rồi, chào đất sao, ok, nhưng mà chỗ này các bạn nhớ cho cô này. Mù đăn nền đê à, nhớ sứ là gặp nhân ha. Đọc nhẹ nhẹ ha. Chúng ta không rắc nữa à, mù đăn nền đê. Rồi, ở chê, miền chê, sang nghi đến chôn mù đăn nền đê. Răn nền đê. Thì chúng ta sẽ xuống giọng một tí xíu ha. Chúng ta không lên giọng chỗ này, tại vì nó là gì đây? Nó là biến âm. Bình thường chúng ta lên giọng bình thường. À, một cốt nền đê. À, ví dụ như một cốt nền tê hay chia về quá khứ chỗ này nó đều không phải một cốt mà gì đây, nó phải xuống giọng à, tại vì xíu mà gặp niên lúc nào mà đi với nền tê, khi các bạn nhớ này, khi quá khứ mà đi với nền tê chúng ta à, nhớ cái lại biến âm à, à, còn bình thường là một nền tê, ví dụ như là trong trường hợp này một bà cũng vậy này, nếu mà gặp niên này thì thằng này cũng bị biến nè. Đó, cho nên cái đuôi ninh tê này chúng ta là để ý kỹ cho, để phát âm này cho nó ok hơn ha. Ninh tê này khi người ta nói nó rất là hay, cho nên là mình để ý những cái từ mà có hợp với ninh tê là để ý để chúng ta phát âm cho nó, vì sao nó nhẹ nhàng đi nhẹ nhàng hơn ha. À, ô nư đinh chôn à, chúng ta đọc đọc luôn, đọc liền luôn à, chúng ta không ngưng ra dài như thế, tại vì cấu trúc là người ta cắt khoảng đây là nó nói là một cấu trúc. Thì khi chúng ta nói
ta nói liền luôn. Viết thì viết người ta cắt khoảng, nhưng cấu trúc nào đó là một cấu trúc thì chúng ta nói liền luôn, ngưng hết cấu trúc này và đến câu khác thì chúng ta mới ngưng. Ở chỗ này là nó liền mà. Minh chơi sang nghe điện thoại mua ra nền đề, á, nó là cấu trúc, nó viết cách thôi nhưng nó là một cấu trúc, chúng ta đọc nó giống như là liền nhau. À, tại vì tưởng là tưởng rằng thì cấu trúc nó là một cấu trúc nghĩa nó liền nhau thì chúng ta nói liền luôn, chúng ta không nói là sang nghe điện thoại mua ra nền đề ha. Là cách nghe như thế này dài quá, nó là một cụm từ, viết cách như là nó là một cụm từ. Ô nâng điện thoại mua ra nền đề đó, à, chúng ta nói liền luôn khi chúng ta nói cũng vậy, không không ngưng chỗ này ha, hết câu chúng ta mới ngưng. Nó là một cấu trúc. À, có cái vừa mua đi à nhiều cho chúc cô được hả hachimaseo. Đây cũng là một cấu trúc hachimaseo. Kureo có cái vừa mua liền chú đã đất sayo liền luôn, chúng ta nói liền luôn ha. À, không phải là câu hay là chúng ta không cắt, nó là một ngữ pháp liền luôn. À, rồi ok các bạn, chúng ta sửa hết cái phần này và à, các bạn làm thì câu không cần sửa cái gì cả vì nó đúng hết rồi, nhưng mà có cái chỗ phát âm thì cô cho các bạn để ý một tí xíu để vì sao cô sửa để cho các bạn sau này các bạn nói hay hơn thôi, đúng không? Đó, nếu mà các bạn phát ra mà không có ai sửa chẳng hạn thì là đôi khi mình nói như thế mình quen mình nói rồi, à mình nói suốt cho nên là mình không sửa thì mình sẽ quen đi lúc trước mình nói như thế rồi, thì bây giờ nó không có người sửa hoặc là mình không biết là đó, cái này nó phát âm như thế cho nên mình nói rất sơ quen. À, và khi phát âm ra thì người ta sẽ khó nghe chẳng hạn, hoặc là khi họ phát âm lại mình cũng khó nghe ra. À, cho nên là để ý cái phần phát âm nó rất là quan trọng trong phần nói nha. Để làm sao mà chúng ta phát âm cho nó chuẩn hơn một chút xíu. Rồi ok, cô đã sửa cái phần bài tập và phần ngữ pháp này rồi, thì có phần nào các bạn không hiểu đi không? Ok hết đúng không? Thì bây giờ chúng ta đi đến cái phần phát âm của bài hôm nay. Bài hôm nay thì cái phần phát âm nó có những cái gì đây? Chắc các bạn dở phần 42. Thật ra phần này thì nó không quan trọng lắm ha. Thì cô sẽ nói sơ qua thôi. Các bạn dở trang 42 cho cô ha. Người ta bảo là những cái thằng mà nó có xăng ấy các bạn, khi mà gì đây, à đó với quy tắc của nó là suy chi ảnh nên có xung quy chích đi à quy chích kìm đi ta đối với gì đây, những cái thằng mà nó có xăng ấy thì khi ban đầu đấy các bạn, khi ban đầu chúng ta nó đứng ở đầu câu ấy thì khi chúng ta đọc á, những thằng mà có xăng khi chúng ta đọc á, viết là ở đây này, quy tắc của nó viết là chữ K bình thường, nhưng khi phát âm đấy các bạn và chúng ta biểu hiện những cái từ đó đấy thì là gì, có một chút nào đó nó căng ra giống như là nguyên âm căng. Đối với những cái thằng có xăng, có năm thằng có xăng thôi, đặc biệt những phần đó, ví dụ như bossu bossu bossu, à khi cái từ đấy các bạn, khi họ họ nói ra cái từ bossu bossu nó căng ra bơ, thay với từ bơ bình thường thì là gì đây, đối với cái từ bossu bossu nó đứng ở đầu câu, trong có năm thằng có xăng nó đứng đầu, tuy là người ta viết trong trường hợp này các bạn thấy không, bus và gì đây, kem và là gì đây, sign hay to sell, sign hay to sell, sign hay to sell. Trong những thằng này các bạn nhìn, à chữ sờ này nó đâu có nó phải là nó ông âm căng đâu, xong chúng ta nghe đọc họ phát âm sao căng quá chẳng hạn, là vì trong trường hợp này này người ta có để này các bạn, trong cách biểu thị á, biểu thị của cái thằng với thằng những cái thằng mà nó có xăng như là kiết ti kết biếp xíu chiết đó, những cái thằng này là có năm thằng này thôi đó, thì họ viết không có xăng nó đứng đầu câu ấy các bạn, nó đứng này mình viết là đó là gì, chủ thể nó là phụ âm đứng đầu và kết hợp viết âm sau, thì là gì đây, với cái quy tắc là nó không được viết mà như là kiết ti kết biếp xíu chiết chiết, nhưng mà khi chúng ta phát âm ấy,
khi chúng ta phát âm ấy, thì chúng ta phát âm nó căng ra, nó giống như là những từ có sẵn. À, cho nên cái chỗ này nó không có gì quan trọng. Khi chúng ta nói bình thường thì người ta cũng nghe rõ rồi, nhưng khi chúng ta phát âm căng ra một tí thì nói chung là nó sẽ chuẩn cái âm hơn thôi. Đó, cho nên là phần này chúng ta chỉ nghe thôi ha. À, chúng ta chỉ nghe. À, mà xin lỗi lắm là hôm nay không có điện, cho nên là phần nghe thì không có mạng, à, chỉ có một máy cô là có mạng là gọi các bạn thôi. Cho nên phần này để nghe sau ha. Phần này để cô nghe sau. Mình sẽ đi đến đọc và dịch trước nha các bạn. Phần nghe này mình để mình nghe sau, hôm sau mình nghe. Tại vì hôm nay không có điện cho nên là không có kết nối mạng được. Chỉ có một điện thoại kết nối được mạng được là cô gọi Skype cho các bạn này nè. À, rồi bây giờ các bạn dở trang 43 cho cô. Mình đi đến bài đọc nha lớp. À, phần nghe chúng ta để nghe sau ha. Bây giờ một bạn đọc cho cô cả bài 1, cả bài 2 và dịch luôn cho cô. Bài 1 thì mình đọc mình tìm hiểu thôi. Đó. Ờ, dịch tìm hiểu thôi, còn bài 2 chúng ta kết nối những cái cột 1, 2, 3, 4 luôn. Bây giờ Su Chin đi em. Su Chin đọc và dịch cho cô. Não hả cô? Trang 43. Thấy chưa? Đâu có bài đọc gì đâu cô. Có phần đọc Ở đi. đâu? Thấy à? Những cái hình ảnh đấy, Su Chin. À, những cái hình ảnh nhá. Có chữ đấy. À. Hà nên ủy đơn là nên so bằng cha từ đốt. Thủ đô. Xong rồi dịch luôn cô. À, đọc hết đi rồi dịch ha. Ở chỗ em người ta đang sửa nhà ồn các em không nghe rõ. Vậy à? Vâng. Bây giờ nghe Cái được gì chưa? cô? Thì nghe gì? Để cố gắng tôi nghe và cho các bạn dễ nghe ha. Rồi, bây giờ nghe được chưa Sujin ơi? Rồi, bây giờ em đọc hết rồi em dịch một lượt luôn. Nó có 6 cái hình ảnh. Tôi là lý cơ hả trên bầu trời. À, cái máy tự người ta điều điều khiển đấy. À, những cái này ví dụ như camera hoặc là những cái mà từ trên cao ấy, bây giờ hiện đại đấy các bạn thấy đúng không? Đó, cái robot mà người ta điều khiển để nó quay camera hiện trường hoặc là những cái như cháy nè, đám cháy nè. Và cái này là những cái này nè, người ta dập tắt ở trên cao đấy, người ta làm cái thiết bị đấy đó ha. Rồi tiếp tục. À, đúng rồi, tôi là robot thông minh thay thế người. Tiếp. À, internet vạn vật. À, internet vạn vật gì đây? Mọi mọi cái chuyện mà trong mộ tôi trường cha chế phụ môn.
mọi cái đồ điện tử ở trong nhà đó nằm trong lòng bàn tay của tôi. À, nê xuân ảnh nè sao? À, nằm trong lòng bàn tay đấy các bạn, đúng không? Nằm trong tay đấy, nằm trong lòng bàn tay của tôi. Thì là gì đây? Đó là internet vạn vật ha. Sử dụng internet vạn vật. Tiếp theo. Tự động dọn và sao sẽ mọi ngóc ngách chật 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 cuộc sống ha. Tiếp. Đúng rồi, trong cái lúc lái xe cũng có thể nghỉ ngơi ha. Tiếp. À, trong cái phòng khách cũng có thể đá bóng một cách vui vẻ ở tại cái phòng khách qua cái gì? Sao mấy cái đeo vào cái máy tưởng tượng. Bây giờ khoa học đúng là phát triển ha các bạn, đúng không các bạn? Hầu như cái gì cũng có rồi. Ở đây thì thường thường nhà của Su Chin có cái gì trong đây? Robot Jose kia nhiều khi làm bạn ha, đi đi vòng vòng trong nhà đi. Đi vòng 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 trong nhà nhiều khi nói chuyện với robot nữa các bạn. Dọn dẹp với sếp. Đó là một mình đó, thường thường như thế các bạn. Sao dọn mày vào trong nhà chỗ này, dọn vào chỗ kia đó. Nói chuyện với robot đây các bạn đó. Rồi ok, bây giờ phần 2. Đang tặng hoa khoan lên những mừng trắng dần cơn hay à. Phần 2 bây giờ Su Chin đọc nói cái phần 2 này luôn để nói cột với nhau. Ta pa da pa da à, hiếp mà gặp hiếp. Đây là phần biến âm tè. Đấy, các bạn nhớ cho cô phần này là kiết mà gặp hiếp này, hai thằng này kết hợp lại đọc thành chữ khó. Và vi ức mà gặp hiếp này, hai thằng này kết hợp lại đọc thành chữ phở. Đó, ví dụ như đường tắt đấy các bạn, viết là mạc khi đà khi, nhưng khi họ đọc không đọc mà mạc khi đà mà mạc khi đà khi. Chỗ này cũng thế. Ta pa ta, hai thằng này gặp nhau thì chỗ này chúng ta đọc giống như ưng ta này pa ta. À, đã bị biến rồi. Hai thằng này kết hợp lại. Hai thằng này. Ưng ta phạt ạ. Chắc tôm hoa ta. Chắc tôm hoa ta. Chắc tôm hoa ta. Bây giờ mình nói cột làm dịch ra sao mình nói luôn này. Nói luôn, ưng tắc hay là trả lời thì mình trong cái cột nào cho nó phù hợp đây. Cột thứ hai là gì đây? Chúng ta dịch thử xem. Đúng rồi, là
đúng rồi, chỗ trung hay suy ta cái tiền cái chỗ mày đây ca sa hồi xin copy à cà phê sân nè. À ưng đáp trả lời chế hạn chế và chế hôm là trải nghiệm chắc tông là khởi động thì ở đây si chắc bất thường đơn nổ ra rồi bất chân sơ kỳ đơn hôm chiếc kỳ kê hành ta thì chỗ này là gì, cái tên này người ta nói gì đây chỗ này. À đúng rồi. Khi mình nhấn vào cái nút mà bot thư đấy các bạn, khi chúng ta nhấn vào cái robot trong show mình nhấn vào cái nút là si chắc bot thư thì cái robot đó sẽ chuyển động. Thì đây đây mình khởi động nó đấy các bạn, chắc tôn ha ta. À, tiếp tục in công chi nữ nữ à in công chi nữ sa đăng từ đi mà lô chỉ môn hàm nhân tục cô để ta phân đảo. Những công chi nữa là cái gì đây, là gì đây, những cái vật mà cái thiết bị thông minh đấy các bạn. Thì là gì đây, khi chúng ta nói à hỏi thì sẽ trả lời. À, đúng rồi, sẽ trả lời. Cái này các bạn đã thử chưa, có cái nhà nó có thiết bị này không, chưa có thiết bị đúng không, mẹ bạn nào có thiết bị, ví dụ như có cái thiết bị nhà ở nhà mà mẹ chồng cô có một cái thiết bị gọi là China nè gọi cái tên chị ấy, cái tên máy đó mà nè pop một con nhí nè chị có ai chết pop ở một con sunida à là gì đây China mà nói buồn đấy, mẹ chồng cô buồn đấy, hỏi hỏi hôm nay ăn cái gì chị ta bảo kekuri bạn chàng rồi gì đây, nói với chị ta bảo là gì đây chết sâm ta mà sâm mù đi cái sâm cũng mắc cười lắm đó, cái việc gọi là ứng dụng thông minh đấy đấy. À mình hỏi thì trả lời, à hôm nay si ở tế à hỏi như thế chị ta trả lời hết à, san san hà cô gì đó à đó, cô có robot đấy cũng buồn tại vì à, mẹ chồng cô là ở một mình cho nên suốt ngày là bà nói chuyện với cái đó đấy à, tại vì cái đó là kết nối với tivi các bạn, cái đó là của tivi đấy, nó cái bảo là à chị nè tivi khơi cho yo à, bắt đầu là mở tivi cho đấy, trong những cái đặc này ý là người ta nói như thế, có một cái thiết bị thông minh à, đó là gì đây, chúng ta cho câu hỏi là à, sẽ trả lời ha. À. Rồi tiếp tục hiểu đây cho ngô haruro chip bạn à chip bạn nè mô tương thà chinh kỳ kỳ đơn số chung hát suy tả câu này là gì đây Chu Chin. Chu Chung Hanh Tà là gì đây? Có trong trường mới cô gửi nè. À, đã kiểm tra từ mới, đã học từ mới chưa? À, đúng rồi, chùa Chung. Ồ, chùa Chung Hanh Tà. Đúng rồi, với có những cái gì đây, cái một cái điện thoại là có thể điều khiển những cái thiết bị, ví dụ như là à ví dụ như trên cái điện thoại của cô này các bạn, cô có một cái điều điều hòa đấy các bạn, cô đi ra ngoài là cô chưa tắt điều hòa đấy các bạn, cô tắt trên điện thoại được, tắt trên điện thoại được, đi ra ngoài tivi tất cả các kiểu máy tính đúng không vậy. À, cô cài trên điện thoại, ví dụ như cô mở điện thoại ra, à cái thiết bị nó vẫn còn đang mở thì cô sẽ tắt cho điện thoại đó và kiểm tra được cái thiết bị qua cái điện thoại này. À, đó, đó là gì đây, cái thiết bị như thế.
Rồi tiếp tục câu cuối cùng, dịch nó câu cuối cùng luôn. À, quán cà phê. Có thể trải qua với gì đây, với cái một cái sự tưởng tượng hiện tại là ở tại trong cái tại quán cà phê. À, đó là những cái thiết bị thông minh đấy các bạn. À, bây là gì đây, gồm người ta nêu những cái thiết bị thông minh như thứ nhất là khi robot trong xô chúng ta gì đây nhấn vào cái nút xi chắc là nó tự động quét dọn chỗ nào có bụi, chị ta anh ta chạy vào người ta hút. À, rồi những cái thiết bị mà về đây chúng ta nghe cho nói hỏi là đáp lại ha, hỏi bất cứ thứ gì đáp lại. Rồi một cái thiết bị điện thoại, chỉ có một cần có một cái chiếc điện thoại thôi mà có thể là mổ tu cà chơn kia. Những cái thiết bị điện ở trong 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 gia đình của mình, hoặc là những cái thiết bị hay gọi là thiết bị điện đi. Là gì đây, là như cô nói đấy, điều hòa, tivi, computer chẳng hạn, những cái thiết bị đó khi chúng ta ra bên ngoài chúng ta không bật lên nó hoặc là không tắt được nó thì chúng ta sử dụng qua cái điện thoại các bạn, tắt bật được hết những cái thiết bị điện như đây, điện trong nhà chúng ta. Tiếp tục là như cái gì đây, cái tưởng tượng hơi khả trang hơi là những cái hình thức mà chúng ta đeo cái đó, rồi chúng ta tưởng tượng ra một cái không gian, giống như không gian 3D 5D đi các bạn. Thì đây, chúng ta có thể ví dụ đá bóng, chơi game, khi chúng ta chơi game cái gì đó giống như là mình đang đeo cái đó vào, giống như là mình đang thực tế mình đi vào cái game đấy luôn đó, chính là như thế. Cho nên là đây quá nhiều cái mới mẻ và quá nhiều cái nó hiện đại trong. Rất là nhiều cái hiện tại là cái đời sống con người này nó càng tân tiến thì có rất là nhiều cái khoa học rất là thông minh, những người chế tạo những cái này cô phải công nhận một điều là họ trí họ rất là thông minh luôn các bạn, một người không nổi tầm thường chế tạo ra những cái thứ như là tivi, điện thoại hoặc là xe cộ đó, không nghĩ cô không nghĩ cái đầu óc của họ làm sao mà nó thông minh mà đến nỗi chế tạo ra những cái đó. Của thật thật là khâm phục, mà khâm phục gọi là khâm phục ngàn lần cái đầu óc trí tuệ của họ. Thật sự quá thông minh đi, đến khi sử dụng mình còn mình không biết sử dụng nè. Mà một người chế tạo ra một cái vật đó để sử dụng làm thế này thế kia, thật sự không có từ nào diễn tả trí thông minh của họ. Giống như là có phép màu. Và sao mà thông minh đến thế ha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang trang 44 nha các bạn. Phần này các bạn về các bạn làm cho cô, vừa dịch hôm nào cũng có bài dịch này nghe, phải dịch các bạn mới được nha. Những cái bài dịch trên lớp thì có trên lớp, nhưng cái bài này về chúng ta phải dịch để chúng ta tìm hiểu thêm. Cái này cô những cái gì thì cô phải dịch cho các bạn, cái phần thông tin thì chẳng hạn thì cô sẽ cho các bạn hay, nhưng cái phần này là tự mình. Tại vì bài này là chúng ta phải dịch chính xác để chúng ta trả lời, và cách thứ hai là lúc nào cô cũng nói đấy, các bạn dịch nhiều đi thì nó liên quan đến khả năng viết của chúng ta đấy. Vì làm sao cho cái câu nó đúng với cái chuẩn cái hàng Hàn Quốc họ gì đây, họ họ nêu ra này, dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt để dịch tiếng Việt sang tiếng Hàn, đó nó liên quan đến nhau. Tại vì cái câu diễn tả, cách diễn tả câu của các bạn mình viết ấy, thì người Việt mình viết theo cái kiểu suy nghĩ của Việt đúng không, nhưng cái này là cái kiểu viết thuần Hàn. Người Hàn họ viết cái cách viết cũng diễn tả cái câu đấy, nhưng cái cách viết của họ nó diễn tả khác, một cái từ họ diễn tả khác với cái nghĩa tiếng Việt một tí xíu ha. Thì các bạn gì đây, cho nên là có nhiều câu ấy các bạn viết cũng ok, nhưng mà vì sao cô đôi lúc cô sửa lại có nhiều từ nó không hợp trong cái hoàn cảnh này. Ví dụ như các bạn lên tra từ điển nó có rất nhiều từ
Ví dụ như cô muốn tìm kiếm cái từ chế tạo hay thế nào, áp lực gì đi chẳng hạn, nó rất là nhiều từ. Nhưng mà cái từ nào nó hợp với cái hoàn cảnh nào các bạn ạ? À? Không phải là cái từ đấy là nó cho vào cái hoàn cảnh nào nó cũng được, cho nên nó rất là khó đối với tiếng Hàn là thế đấy. Bài đầu tiên ấy, hình như bài số 3, à, lớp 3, lớp 1 đấy, có người ta có nói là cái một gì khó khăn đó là cái tiếng Hàn với cái tiếng Việt của mình ấy, khi mình đi mà mình mà tra từ điển ấy, thì nó có rất nhiều từ nổi lên nhưng không biết có nhiều từ không, trong từ điển ở ngoài người ta không sử dụng đó, nó mới khó khăn như thế. À, có những cái từ như thế cũng không phải là hết nha. Cho nên là cái cách tốt nhất của chúng ta đấy là khi cô cho bài ấy, thì là những cái từ chúng ta học rồi, những cái từ chúng ta trải qua rồi, và những cái từ trong bài mình sử dụng đi cho nó hợp lý hơn ha. À, thì cho cô nói là cái bài tập nó tránh cái trường hợp mà mình cho từ điển vào, tại vì mỗi từ nó có nghĩa như nhau, nhưng cái từ này nó cho vào hoàn cảnh này nó lại hợp hơn, cái từ kia cho vào hoàn cảnh hay kia nó lại không hợp đó. Người ta nghe, người ta xem, người ta dễ bị hiểu lầm, và mình nghĩ cái từ tiếng Việt đó là ok đấy, nhưng mà khi cái lối hay tiếng Hàn họ không sử dụng cái từ này đó chẳng hạn, dễ hiểu lầm, dễ hiểu lầm lắm. Ừ. Ví dụ như cô có một cái bài dịch như thế này, cô nói là à, ví dụ cái người này là người khó khăn hoặc là cái gia trưởng thế này thế kia, nhưng khi mình đánh lấy cái từ gia trưởng nó nổi lên rất là nhiều, nhưng chỉ có một từ mà hợp lý với cái từ gia trưởng thôi, còn không là mình cho cái từ khác là giống như là nó nặng nề hơn, cho vào á, cảm giác người ta bị cái lời mình nói nó bị nặng nề hơn đó, cho nên như thế. À, giống như là kẹt sĩ, keo kiệt, rồi là cố chấp gì như thế này đó, có những từ như thế, cho nên là chúng ta phải hiểu như thế à, khi học tiếng Hàn và tiếng Việt nó phải khác nhau như thế, chứ không phải là tiếng Việt như thế mà dịch cái tiếng Hàn là cho vào là ok đâu. À, cho nên là những cái chỗ dịch này các bạn phải tìm hiểu kỹ ha. Rồi ở đây cô sẽ cho các bạn một lần, cô sẽ đọc sang một lần cho các bạn, rồi các bạn gì đây lặp lại cho cô phần này ha. Nếu như có phần biến âm và luyến âm thì cô sẽ nhắc lại 2 lần, còn phần biến âm thôi, còn phần luyến âm thì mấy hôm bài đầu đấy cô đã nói với các bạn rồi và để ý cho các bạn rồi, thì hôm nay các bạn luyến âm mình tự giác ha, mình tự biết chỗ nào luyến âm nha. À, cho nên là cô không cần nhắc lại chỗ chỗ luyến âm, mà nếu mà có biến âm thì cô nhắc thôi. Cái phần luyến âm là mình đơn giản, tại vì mình thấy kết thúc phần qua mà bắt đầu một nguyên âm thì chúng ta luyến sang thôi. À, còn phần biến âm thì mình hay quên thôi, mình tại vì mình không nhớ là cái thằng này gặp thằng này nó bị biến âm, thì cô sẽ nhắc lại. Đây, bắt đầu. Khoa kỳ sô đê bàn chân khoa sen hoa đê phần ly hâm Uri xa hoa nương Kri mộp si bàn chân hoa của ít tạ 사람들은 더 나은 삶을 위해 새로운 것을 개발하고 가수를 꼬냐냐 가수를 반전시킨다. 최근에는 현실화 가상의 세계 그리고 모두 사물은 하나로 연결하려는 움직임이 나타나고 있다. 예전에는 사람이 직접 모든 일을 하곤 했지만 요즘은 과학기술이 사람의 일을 대신 해준다. 어떤 기술이 이런 일을 가능하게 만들어줄까? 인공지능은 음성으로 정보 검색이 가능하다. 인공지능 스피커는 꼼꼼한 것을 말하면 알아서 대답해준다. 대답해준다. biết được chưa ha. À, một cái phần gì đây, một cái phần đứng à, để đáp thế chúng ta. 오늘의 날씨나
인정 등을